từng ánh mắt vui bên thầy cô, cho em thơ ngàn câu hát, lời yêu thương vô bên bờ. Xinh tươi như hoa điểm mười, đẹp biết mấy tương lai ngày mai. Em yêu sao thầy cô giáo, vì đàn em năm tháng vun trồng. Từng trang giáo án như những bông hoa, đẹp tươi trong nắng theo gió. Thầy cô con luôn ghi trong tim, mãi khắc ghi bao công ơn cô thầy. Những tháng năm khi con còn thơ dại, lời thầy cô đã cho con niềm tin. Lời thầy cô chắp cánh cho con, vững bước con đi trên đường đời. Dù thời gian dẫu có đổi thay, lời thầy cô đầu từ 16 tháng 11 năm 2019. Về lại trường xưa với bao kỷ niệm, bóng dáng của thầy vẫn vương không rời. Một thời tuổi thơ trôi theo cánh phượng, lời thầy cô vọng mãi. Con nhớ cô thầy diệu dắt con nên người, nâng con bay khắp phương trời. Bây giờ hôm nay em đi đến trường, từng ánh mắt vui bên thầy cô, cho em thơ ngàn câu hát, lời yêu thương vô bên bờ. Xinh tươi như hoa điểm mười, đẹp biết mấy tương lai ngày mai. Em yêu sao thầy cô giáo, vì đàn em năm tháng vun trồng. Từng trang giáo án như những bông hoa, đẹp tươi trong nắng theo gió đưa hương. Trên con đường thầy cô vẫn đi, ngàn sao lấp lánh soi sáng đêm thâu. Ngày cả em hát ghi nhớ công ơn cô thầy dạy dỗ. Tích cực chỉ đạo các đơn vị chức năng chủ động các biện pháp phòng chống rét cho đàn gia súc trong mùa đông. Khi thấy viết bạn bụi phấn rơi rơi, có hạt bụi nào rơi trên bụng dạng, có hạt bụi nào vương trên tóc thầy. Em yêu phút giây bài học hay, mai sau lớn lên người làm sao có thể nào quên ngày xưa thầy dạy dỗ khi em tuổi còn thơ. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục
Quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người. Trách nhiệm dễ dàng của người thầy là chăm lo dạy dỗ con em của nhân dân thành những người công dân tốt, người lao động tốt, người cán bộ tốt, người chiến sĩ tốt của nhà nước. Không thể có những người trò tốt nếu không có những người thầy tốt. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Kon Tum. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Làm quan phòng bệnh sốt xuất huyết. Kế hoạch vốn đầu tư công của năm nay. Thưa quý vị và các bạn, tại các cơ sở y tế tuyến huyện, thưa quý vị và các bạn,